Kính thưa quý vị, cúm gia cầm lây lan ra 22 tỉnh thành của Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở 22 tỉnh, thành phố khắp Việt Nam với hơn 80.000 con gà bị nhiễm bệnh, bị tiêu hủy. Tại một cuộc họp báo được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống cúm gia cầm cho hay, những ổ dịch chủng virus H5N1 bùng phát được báo cáo chủ yếu ở những trang trại nuôi gia cầm và được xử lý kịp thời. Được biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cử những đoàn thanh tra hướng dẫn công tác phòng chống dịch cúm gia cầm đến những địa bàn như Khánh Hòa và Trà Vinh, những nơi được báo cáo số lượng lớn gia cầm bị nhiễm cúm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tâm đã yêu cầu các địa phương cách ly những vùng có dịch để khử trùng, trong khi kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán gia cầm qua biên giới để phòng sự lây lan của chủng nhóm H7N9 nguy hiểm hơn mà theo Cục Thú y vẫn chưa phát hiện thấy ở Việt Nam. Đến nay đã có 2 người chết, một ở tỉnh Bình Phước và một ở tỉnh Đồng Tháp vì cúm H5N1.